Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Lissamon. Và tập trước thì mình đã chính thức dùng cái DNA Splicer kết hợp Keyram và Zekrom để tạo thành Keyram Black cực kỳ ngầu nè. Em này thì hiện tại đang được mình cày để chuẩn bị lên cấp 100 á. Lúc đó chắc em sẽ mạnh lắm đây. À, ngoài ra thì mình kiểm tra kho đồ đấy, mình thấy mình có dư cái viên Mega cho DNC. Vậy mà bữa giờ mình quên gắn cho em á. Trời đất ơi. Thôi, giờ thì mình sẽ kiểu như là bù đắp lại cho em bằng cách biến DNC trở thành hình dạng Mega á. Thử coi coi em sẽ như thế nào. Hôm bữa đây, thông thường thì em sẽ nhỏ nhắn như vậy thôi, nhưng mà khi tiến hóa Mega lên, để coi coi em có to lớn hơn hay không á. Sức mạnh thì chắc chắn là sẽ tăng lên rồi. Ui, uầy, em Mega lên một cái váy to hơn nè. Cái váy kia nó xòe ra. Rồi phần này giống như phần tóc của em hay sao ấy, cũng dài ra nè. Ui, được ta. Trời ơi, khi em đi sao mắc kẹt vô cái nhà chị y tá rồi. Ồ, coi thử chỉ số của em coi sẽ tăng lên như thế nào. Wow, em này thấy cân bằng vậy ta. Nhưng mà máu hơi ít nhờ. Mình thấy máu có 200 mấy à. Hơi ít máu một xíu. Rồi, một xíu có dịp thì mình sẽ thử sức mạnh của DNC. Ừ, và công việc bữa nay thì sẽ hơi khó một xíu. Tại vì mình vừa tự đặt ra một cái thử thách cho chính mình. Đó chính là thu phục tất cả các Ultra Beast Pokemon còn lại. Hiện giờ thì mình đã thu phục được mới có 4 Ultra Beast thôi. Lần lượt là Guzzlaw nè, rất lộ màu luôn, Staka, rồi Blayfalon nè, cũng như là Naganadel ha. Còn rất nhiều Ultra Beast Pokemon mạnh và ghê khác mình chưa có thu phục á. Ok, và để đi qua bên bển dễ hơn thì chắc mình sẽ nhờ Palkia tạo ra hố Ultra nè. Rồi sau đó lên đường luôn á. Tranh thủ đi sớm về sớm. Bóng chứa để coi coi mình có đủ không đó. Mình còn 11 cái Beast Ball, chắc sẽ ok thôi. Rồi lấy ra Ultra Ball với cả là Beast Ball là chính thôi ha. Rồi, lên đường. Với cả là qua bên đây mình cũng sẽ rất là dễ gặp làng luôn. Và nếu gặp làng mình sẽ tìm kiếm những cái ngôi nhà của dân làng thiệt là kỹ. Tội nghiệp Paka, hôm nay là ngày thứ 3 rồi đó. Em vẫn chưa có được cái hình dạng origin nữa. Cái viên pha lê kia khó tìm ghê luôn á. Mình được một cái đĩa ký ức hệ cỏ. Wow, những cái đĩa ký ức này về sau sẽ giúp ích cho mình trong việc kiểu như thay đổi hệ cho một Pokemon đặc biệt đó nha. Được thế nhờ, thu gom luôn. Ê, mới qua đã gặp boss rồi. Đây là Slowbro, một Pokemon hệ siêu linh với nước hả? Mình thử sức mạnh của DNC luôn nhờ. Em mới có hình dạng Mega nè. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, mình sẽ tiến hóa Mega cho DNC ha. Để xem coi DNC có kiểu như chịu được một hit của Slowbro hay không. Mình đang lo, em khá là mong manh luôn. Trong đợi nè. Đoạn đầu tiên. Có rẻ được. Ui, trời ơi, Slowbro knock out luôn DNC rồi. Ghê vậy. Ôi da, Căng rồi. Trời đất ơi. Kyurem, đúng rồi, tấn công. Hay, Kyurem đã giúp mình giành chiến thắng rồi. Mặc dù DNC cũng rất là mạnh đó, nhưng mà nhược điểm của em là hơi thấp máu một xíu ha. Thôi, một số kèo thì chắc mình sẽ tin dùng em sau. Giờ thì tạm thời cho em nghỉ một xíu, để mình đưa Scizor ra tí, có gì mình gặp Pokemon cấp nhỏ nhỏ mình còn phone sweep cho nó dễ nữa. Giờ thì chắc mình đi tiếp nhờ. Ý, một cái làng à. Đúng rồi, một cái làng. Hay, mình sẽ tìm nhà thợ rèn. Đây, nhà bác thợ rèn nè. Nào, cho mình một cái viên crystal đây. Chuẩn bị. Hey, trời ơi, không có rồi. Cái viên Luxuriate đó khá là khó tìm luôn á.
nhân phẩm của mình chưa đủ để nhặt được cái viên đó rồi. Hay. Nhưng mà không vì thế mà mình bỏ cuộc đâu. Mình vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp ha. Và cái làng này thì không có gần một cái hội quán nào hết. Cho nên thôi, mình sẽ tranh thủ lướt sơ qua rồi tiếp tục đi thôi. Tại vì bữa nay đi tìm những cái Ultra Beast Pokemon hơi nhiều á. Ồ, đây là nhà thợ rèn hay sao nè. Trời ơi, nhà thợ rèn gì mà bèo dữ vậy, không có nổi một cái rương nữa. Một cái Pokéchest. À nhầm, cái Beastchest tiếp theo. Cho mình một viên đá Z. Tiếp tục là Beastchest nữa. Nãy giống như mình đi sang Beastchest vậy ta. Thêm một miếng Blast. Còn có một cái thành phố kết thúc nữa chứ. Ôi nhưng mà nó bị lắc rồi. Các bạn coi nè, cái thành phố nó bị nứt nẻ tùm lum hết. Ui rồi ôi, giống như là nó bị cái gì đó cắt qua vậy á. Rồi, mình sẽ thử đi xuống coi coi có rương không. Trời, căn phòng. À đây đây, có rương có rương. Thử vận may. Cũng được Blade các thứ rồi thôi à. Tuy nhiên được cái là gần đây có một cái cánh rừng. Wow. Và cánh rừng này sẽ là một trong những nơi xuất hiện quái thú Ultra Beast đó nha. Thành thử ra là cần phải tìm cho kỹ một xíu. Ủa rồi đây Pokemon gì nữa đây. Ui nhìn mới vậy. Ồ, đây là Basimian. Wow. Lần đầu mình gặp em này. Mình phải phone sweep em thôi. Wow. Một chú khỉ đang cầm cái trái gì đó, giống như trái bưởi hả ta. Đại khái là một chú khỉ đang cầm một cái gì đó. Mình sẽ thu phục em thử. Ui được luôn kìa. Rồi, và xem thử coi em còn có thể tiến hóa được không. Wow. Có thể cho mình cưỡi và chạy rất là nhanh luôn nè. Nhìn đã thiệt chứ. Và một Pokemon hệ giác đấu luôn nha. Được đấy, được đấy. À, phục cho em đi. Xíu cái gì mình sẽ cho em chiến đấu thử. Còn giờ thì chắc phải đi tiếp thôi. Cánh rừng này không ổn rồi. Nãy giờ mình cũng ở đây lúc mà chưa thấy Pokemon Ultra Beast xuất hiện, chắc phải đi tìm một cánh rừng khác quá. A few moments later. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng mình cũng tìm được Ultra Beast đầu tiên trong ngày. Pokemon này nhìn giống như là chú ong nhá. Trời ơi còn gồng cơ bắp nữa kìa. Đây là Pokemon ong cơ bắp đi. Rồi, được. Gồng cơ bắp chứ vậy. Mình sẽ cho chú khỉ của mình ra trận. Quất luôn em, đừng có sợ, đừng có tưởng cơ bắp là mình sợ. Không, không. Đụng là trộm luôn. Trời ơi. Nhưng mà cơ bắp xong là mạnh thiệt nha. Người ta giỡn xíu mình làm gì căng vậy. Thôi, em khỉ vô trong đi con. Chứ ở ngoài một hồi là bớt qua quánh em khỉ đó không còn cái răng cửa để ăn bữa luôn á. Thôi, tốt nhất là mình sẽ cho Scizor của mình Phone Sweep. Úi, hay không không không. Hoặc là có thể dùng Hiragun cũng được. Thấy sức mạnh của em luôn. Mình nghĩ em cũng sẽ có một cái kỹ năng nào đó để cấu rỉa máu ok thôi. Ui sao kỹ năng trăm mấy sức mạnh không vậy trời. Ồ đây đây đây, kỹ năng này cấu rỉa ok nè. Ui Bớt gồ đánh một cái Hiragun của mình còn có tẹo máu hả. Thôi chắc phải cho Scizor ra thôi. Đủ rồi. Rồi, cà khịa xong rồi đó. Mình sắp cấu rỉa đủ lượng máu. Thôi tầm này là chắc dùng Beast Ball là thu phục được luôn á. Mình đang có linh cảm tốt. Để xem. Ôi được luôn kìa. Chính xác luôn. Quả Beast Ball ở bên đây cực kỳ lợi hại ha. Vậy là mỗi cơ bắp cũng đã về đội của mình. Trời đất ơi. Gần đây còn có Zarus xuất hiện nữa. Uầy. Hên vậy ta. Để coi coi Zarus đâu. Giờ tìm Zarus chắc lòi con mắt luôn á. Tại cánh rừng này nó cũng hơi dày đặc mấy cái cây á. Mặc dù mình đã gán tìm rồi nhưng mà nãy giờ mình vẫn không tìm được Zarus rồi. Là cái em khỉ này nè. Thôi chắc mình không có duyên với em rồi á. Rồi và Ultra Beast đầu tiên đã về đội của mình. Giờ thì chắc mình sẽ đi tới một vùng đất khác để tìm kiếm thêm Ultra Beast khác ha. Đây, mình sẽ cưỡi cái chú ong cơ bắp này đi luôn. Úi dồi, wow, cái dáng bay rất là ngầu ha, giống như là siêu anh hùng vậy á.
Ui, được quá ta. Chỉ số coi. Ồ, em này có vẻ là thiên về đòn đánh vật lý nè. Wow, có kỹ năng Super Power 120 sức mạnh luôn. Được, được. Xong hệ bò và giác đấu. Khá dữ ha. Có dịp thì mình sẽ test sức mạnh của em mới được. Hay test luôn nhờ. Đây, đây. Ở đây có em mèo nè. Cho em vô đấm nhau với mèo đi. Xem như thế nào ha. Hình như em mèo lửa này mình cũng chưa thu phục thì phải. Ồ, thôi được. Tấn công nào. Đúng rồi. Hay. Knock out luôn. Ui, em mèo này đẹp vậy. Thu phục liền chứ. Không biết có được không. Lít ten. Được chứ. Ui. Nè. Tiếc nhỏ. Cái em mèo đó mình chưa có mà. Su ghê luôn. Xíu nữa là thu phục được ẻm rồi. Mà ẻm cũng có xuất hiện ở trong cánh rừng này á. Nhưng mà ở ban ngày cơ. Quay. Chắc phải đợi thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đúng là có duyên người sẽ gặp lại mà. Ủa rồi. Mình đã tìm lại được Litten. Ai. Ai ai ai, coi chừng, coi chừng. Lạng quạng là. Coi chừng cưng ơi. Coi chừng, coi chừng. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Trời ơi, cái nhóc mèo này đi. Tự tin vậy. Rồi, mình sẽ thu phục Litten ha. Yeah, em mèo này siêu siêu dễ thương luôn. Nhìn giống như là mèo máy móc vậy á. Thôi, không đánh nhau đâu. Em còn nhỏ lắm. Chú ông cơ bắp của mình sắp bị nướng rồi. Không sao. Trời ơi, trong trong khi bị lửa cháy mà vẫn gồng khoe cơ bắp đời nữa. Ôi, giăng game luôn rồi. Rồi, xong. Đó, cưng khoe cơ bắp đi, khoe tới nỗi mà nè ha, văng game luôn rồi đó. Hở cái là khoe cơ bắp à. Thiệt tình. Đó, 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 nữa đó, nữa đó. Thôi được rồi, biết cơ bắp sáu múi rồi. Thôi đi đi tiếp nào. Trời ơi. Mới gặp được lại Litten à. Xong văng game cái mất tiêu luôn. Xui thì chứ. Và biome tiếp theo mình đi chắc sẽ là cái vùng đồng bằng ấy. Mình nghĩ mình tới vùng đồng bằng sẽ ok hơn. Ui. Ở dưới đây đang là một Pokemon rất là nhỏ luôn kìa. Có lẽ nào. Ủa, chính xác rồi. Trời ơi. Mình đang đợi một Ultra Beast khác nhưng mà lại gặp Ultra Beast này. Đó chính là Katana. Pokemon mang hệ thép và cả hệ lá. Trời ơi, có 0,1 kg ha. Rất là nhẹ luôn á, siêu nhỏ. Ôi, còn cà khịa cả kill ram của mình nè. Căng người ta. Thôi 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 thôi. Kèo này hơi căng. Mình sẽ chọn. Ui. Ôi trời ơi, ở gần đây có Viridian xuất hiện nữa. Ok, để mình tranh thủ mình thu phục cái nhóc này đi. Nhóc Katana này. Rồi chúng ta sẽ tìm Viridian á. Ê, quá đã luôn. Tại lâu rồi mình cũng không cho hao đơm ra, sẵn dịp này chắc mình sẽ cài cấp cho em xíu luôn. Khá là ok nè. Tiếp tục với cái đà này thì tầm một hit nữa em sẽ có máu thành công. Sau đó thì mình sẽ tung bóng chứa và bắt Katana thôi. Chắc chỉ cần một quả Bitbon thôi là thu phục được à. Lắc 2 lần, lắc 3 lần và 4 lần. Xong phim. Bitbon quả thật là thần kỳ ở bên cái thế giới này luôn á. Rồi, giờ thì đi tìm Virizion thôi. Ủa, mà khoan. Virizion mình có rồi mà. Virizion mình có rồi. Không sao, không sao. Vậy thì nếu mình tìm không được cũng không thành vấn đề ha. Dù sao mình cũng đã có một em đó rồi. Tuy nhiên thì cái vùng đồng bằng này lại chưa xuất hiện Pokemon Ultra Beast mình tìm nè. Hay da. Vô tình hốt được thêm em Katana chứ. Cái em ấy mặc dù nhỏ nhỏ vậy thôi nha, chứ chỉ số tấn công là cũng ghê phết nè. Kiểu chuyên về tấn công luôn á. Được thiệt sự. Hay là mình đem em ra ta. Cho em quẩy chung với cả là chú ông hay khoe cơ bắp của mình. Hợp lý phết. Bộ đôi. Bộ đôi chuyên tấn công luôn á. Ô, có boss luôn kìa. Ý. Và có Ultra Beast xuất hiện rồi. Ủa, sao lại là cái em này. Không không. Không phải em này. Thôi kệ, xíu mình tính sao. Giờ thì mình sẽ đánh boss trước á. Hơi căng nhờ.
Đầu tiên mình sẽ thử cho Hiragan vô trận trước. Mình biết à, cái này hơi khó cho mấy ẻm rồi, tại vì boss cấp độ ultimate lận. Bất vô thử ơi. Ui bất vô cũng chịu không nổi. Kill ram. Maybe. Paka thì cấu rễ được một cái thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi không sao không sao. Mình sẽ khởi động bằng một cái đội hình mới để mình đưa Zygarde. Ừ. Mấy bữa nay Zygarde rất là ít khi ra trận ngang. Nay là sẽ cho Zygarde quẩy ha. Thiệt là đã luôn. Đó. Zygarde quẩy xong rồi. Giờ tới lượt Gachom quẩy đi. Mỗi em mình sẽ cho quẩy một xíu. Khổ thân mấy em thì chứ. Và với Gachom thì mình còn cho em tiến hóa Mega. Chuẩn bị nè Ampharos. Chắc nháp. Ừ, nháp thôi. Giờ mới thiệt nè. Tyranita. Mấy bữa rồi là hơi im hơi lặng tiếng đấy. Giờ thì chuẩn bị động đất cho Ampharos xỉu nào. Rồi. Húi dồ. Không xỉu lắm. Thôi hay rồi. Để cho Kyurem knock out. Úi, Kyurem đánh một đòn cực mạnh và Ampharos phản đam, thế là chiến thắng luôn. Ui, trời ơi. Tí nữa thì bị bán hành rồi. Oh. Hồi nãy thì ở đây xuất hiện Pokemon Ultra Beast có tên là Blayfalan ha. Một Ultra Beast mình đã sở hữu từ mấy ngày trước rồi. Xui vậy. Phải chi đó Ultra Beast mới thì hay biết mấy. Ủa ở đây còn có chuột nữa nè. Ồ, chuột shiny. Được. Tại vì mình mới có Katana. Em này thì cũng có Phone Sweep nha. Nè. Phone Sweep cái nhẹ. Rồi, an tâm mà. Bắt Pokemon luôn. Không có sợ kiểu như đánh một cái Pokemon đi luôn á. Phải xem coi mình có bắt được chuột shiny hay không. Có vẻ là được. Và liệu rằng ok, chuột thiệt nha. Các bạn biết sao hôm bữa mình bị lừa mấy dấu á. Là kiểu mình bắt toàn là được Ditto giả dạng ấy. Đúng cây luôn. Mừng hí hải hẳn. Xong rồi mở máy tính lên. Thấy Ditto chần dần rồi đó. Cây giả man. Thôi nếu mà cái vùng này không có chắc mình đi qua vùng khác đi ha. Ủa còn có làng nữa à. Ủa sao cái làng này quen quen nhờ. Hơi quen nha. Ồ đúng luôn, cái làng nãy mình mới ghé qua mình đập lũng nhà bác Phải Ghen cơ. Thôi đi hướng khác, đi hướng này bị mang vốn á. Ồ, ở đây có thêm một Ultra Beast khác. Ý, đó chính là Pheromosa. Ồ, hãy bỏ và giác đấu nha. Ok. Ui, con cà khỉa nữa. Ê, bình tĩnh. Mình sẽ cho Katana ra cà khỉa trước. Tại vì em này có Phone Sweep á, dùng sẽ an toàn hơn. Đấy, cấu rễ rất là tốt luôn nè. Hợp lý thiệt sự. Mới mốt là Katana có thể giúp đỡ mình phụ kiểu như cái nhóc Scizor rồi. Bữa giờ mình bóp lột sức lao động của Scizor quá trời luôn á. Rồi, giờ thì với em này mình sẽ tung Beat Ball. Chắc chắn rồi. Quái thú Ultra Beat mà. Xem coi. Một quả ăn tiếp nè. Thích nha. Phải chi Pokemon nào mình cũng bắt nhanh như vậy thì hay biết mấy. Rồi, và Pheromosa mình... À, mình chỉ có thể cưỡi và chạy thôi chứ không có bay được ha. Hơi tiếc vì điều đó. Nhưng mà không sao. Có được ẻm là cũng rất là ok rồi. Vậy là những Ultra Beast ở cái vùng sa mạc mình đã tìm hết rồi. Giờ thì tới vùng đồng bằng thôi. Ok, đành phải đi tiếp vậy. 3 hours later. Ê, đây rồi. Pokemon ở vùng đồng bằng mà mình tìm là em này nè. Em có tên là Circuitry. Một Pokemon hệ điện luôn nhá. Oh my gosh. Em này thì mình có nên thử sức mạnh của Buzzwole không? Tại mình thấy Buzzwole lực quá. Mình sợ đấm một phát cái knock out luôn á. Hiragan thì cũng toàn cái năng mạnh không à. Thôi, chắc an toàn nhất vẫn là cho
Veromosa hoặc là Katana ha. Một trong hai. Ôi trời, Sukitri mới đi cà khịa em chuột kìa. Tàn nhẫn vậy, bự như vậy mà ăn hiếp nhóc chuột hả? Thôi được, trả giá đi. Ui trời, Sukitri đánh đâu vậy? Ê căng nha, căng nha, đánh siêu thốn luôn. Phải cho Katana ra thôi. Tiếp tục nào. Rồi hí. Còn có hồi phục nữa hả? Này thì hồi phục, tung bóng chứa luôn cho nghỉ hồi phục nha. Sukitri, để coi coi. Nope. Ui da, Sukitri là Pokemon đầu tiên chống cự trước Beast Ball của mình. Ây, cái em này khá. Rồi, lần này thì nghỉ chống cự. Cưng mà chống cự là bụng bự luôn á, đừng có giỡn nha. Đây, cuối cùng Sukitri cũng về đội của mình. Đem em ra, tí nữa cày cắp luôn. Trời, quả thật bữa nay là một ngày siêu may mắn của mình ở Ultra Beast luôn á nha. Wow, em này còn có khả năng tạo sấm sét nữa nè. Thử á. Không dùng được. Ơ à. Ôi. Ô, dùng được, dùng được. Trời ơi. Wow, ghê vậy. Ui, mình đã tìm ra Pokemon dùng sấm sét được rồi. Đó chính là Sukitri. Em còn có thể phát hiện được quặng hay sao á. Đúng luôn. Nếu mà như vậy á, thì mình sẽ có được một cái thí nghiệm này khá là hay. Bữa giờ thì mình có Gyarados ở dạng thường đúng không? Dạng thường thì nhìn em khá là hiền luôn á. Ồ, kìa, rất là hiền. Thế nên là giờ mình có Sukitri tạo ra được sấm sét. Vậy nên thay đổi xíu cho Gyarados ha. Ok. Ủa? Oh no, không được. Nếu vậy thì chắc phải kiểu như là kiếm Magikarp, rồi dùng lên Magikarp thì mới có thể có được Gyarados ở hình dạng Zombie này rồi. Ra là vậy. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Cái Pokemon Sukitri thì mình cũng đã tìm ra được rồi ha. Ở đây có một cái pháo đài địa ngục. Hay là mình vô đây mình tìm rương xíu đấy nhờ. Để mình thử lút rương á, biết đâu mình hơn mình lại tìm được những cái chuông thì sao. Mình đang cần tìm những cái chuông để triệu hồi huyền thoại ấy. Trời ơi, sao nó tối đen thui như mực vậy trời. Có vẻ là pháo đài này hơi nhỏ rồi, không có rương luôn á. Ừ, với cái pháo đài này coi. Coi coi có bự hơn không. Ồ, có vẻ là bự hơn nè. Ồ, đây rồi, cái rương đầu tiên. Yêu. Không có cái chuông nữa hết. Rương thứ hai. Nope. Cũng vậy luôn. Cái rương thứ ba. Nope. Trời, khá hơn xíu. Cho mình được viên kim cương ha. Ultra Dipsy. Yes, Pokemon tiếp theo thì nó sẽ nằm ở cái vùng này. Cho nên là chắc mình sẽ ở đây khá là lâu đây. Tới khi nào Pokemon đó xuất hiện thì thôi. Tại vì hình như chỉ có đúng Pokemon đó là xuất hiện ở cái vùng này à. Mấy con Pokemon khác thì thường là ở mấy cái vùng mà mình đi qua hết rồi. Ui, ngay đây luôn nè. Em có tên là Nihilego. Nhìn giống như là sứa ha. Hình hài của một con sứa. Và mình sẽ thử cho Katana mình vô Phone Sweep. Đây, ui, có vẻ Phone Sweep không xi nhê lắm. Nihilego khá là trâu luôn á. Dùng đòn khác đi. Đòn này có vẻ là có rỉa máu nhiều hơn là Phone Sweep nè. Tiếp tục. Rồi, lượng máu đã về ngưỡng đỏ rồi. Chúng ta cùng tung những cái quả Beast Ball còn lại. Mình còn 5 quả thôi. Không biết là có thành công hay không đây. Hồi hộp quá. Ủa, được luôn. Yay. Không ngờ lại nhanh như vậy. Ý, vậy là chúng ta đã có được bao nhiêu rồi ta? Ở đây là 5 rồi nè. Mình đang có trên người là 4 nữa. Vậy là mình đã có được 9 Ultra Beast rồi. Còn một Ultra Beast cuối cùng nữa thôi. Uầy, mình sắp làm được cái mục tiêu đề ra rồi. Yahoo. Ultra Beast cuối cùng cũng là Pokemon khó tìm nhất. Em sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi ở Ultra Beast này. Nhưng mà
Vấn đề là mình có đủ hên để gặp hay không thôi. Thế mới khó ấy. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Oh. What? Sceptile Bot Ultimate. Hay da. Hơi ráng nha, tại vì em này mega lên rất là mạnh á. Thôi được, với cái kèo này thì mình sẽ thử cái đội hình Ultra Beast của mình luôn đi nha. Ý kiến hay á. Test nguyên cái đội hình luôn. Toàn là Ultra Beast Pokemon á. Ôi nhưng mà sẽ hơi lệch cấp một xíu. Có một vài em chưa được cấp 100 nè. Thôi không sao, phải thử mới biết được. Đầu tiên mình sẽ cho Naganadel của mình ra trận trước à. Vì em cũng là một Pokemon hệ rồng á. Xem coi em rồng nào sẽ giành chiến thắng đây. Naganadel cố lên. Ui em chịu nổi một hit. Phản đòn. Dạ đây rồi. Có vẻ xếp thai và Naganadel khá là cân kèo luôn. Thêm một hit nè. Đòn còn lại. U vậy là Naganadel đã giành chiến thắng trước xếp thai Ultimate luôn. Hay cưng. Nhờ vậy mà những Pokemon Ultra Beast khác nhận được cái đống kinh nghiệm luôn nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, trở lại cánh rừng hay là chúng ta đi tìm cái nhóc mèo đi nhờ. Hợp lý á. Tại vì nãy mình mới bắt trượt cái nhóc mèo kia. Khá là ổn luôn. Rồi, đây có nhóc chuồn chuồn nè. Chưa có, mình chưa có trong đội hình á. Thu phục luôn nào. Mình sẽ đưa em vô đội hình Pokemon hệ bay của mình ha. Hả, thành công luôn. Ủa, cái gì? Ủa, em chuồn chuồn đó hệ thường chứ không phải hệ bay hả? Ơ, Ditto. Ôi, cheaper. Mình bị lừa rồi. Úp, đây rồi, đây rồi. Dạ, mình đã tìm lại được nhóc mèo. Ui, tưởng đâu là không gặp trong ngày hôm nay nữa rồi chứ. Rồi, on sweep em thành công rồi. Nhóc mèo máy móp này, cần hãy về đội của anh nhá. Ê, đừng văn game nha. Ui dồi, tưởng đâu văn game nữa chứ. Ui, may quá. Và lần này, mình đã không còn vụt mất cơ hội thu phục Nitten rồi. Em mèo đó đã về đội của mình. Một nhóc mèo hệ lửa đàng hoàng. Xíu nữa mình sẽ luyện cấp cho em. Giờ thì mình sẽ tập trung vào việc đi tìm Pokemon Ultra Beast cuối cùng thôi. Giờ không biết đi đâu về đâu á, kiểu rất là lạc lối luôn. Không có một nơi cụ thể đâu hết. Thôi cứ đi thôi. Đi và đi ha. Wow. Giữa chốn này lại có một cái chỗ tòa tháp Pokemon hệ ma. Alright. Mình sẽ loot được gì từ cái Master Chest này? Một cái miếng policy gì đó. Tăng cái chỉ số tốc độ. Úi. Tiếp theo còn gặp Time Space Onta nữa. Oh my gosh. Đánh dấu lại không ta? Ờ ở nhà mình có rồi mà. Ở bên thế giới thường mình có rồi. Ui ui sao vậy? Sao vậy? Trời ơi tự nhiên Naganadel mình bay hết nổi rồi. Muốn gớt xuống dưới luôn rồi. Ở đây thì lại là Ultra Beast. À nhầm Ultra Deep Sea chứ. Ừ, không gặp Pokemon kia nhờ. Khó tìm vậy. The next day. Ủa? Đây rồi. Yes. Pakia ơi, cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa với cưng rồi. Đâu đâu rồi, em đâu rồi? Pakia. Đây. Giờ thì em sẽ không còn phải kiểu như chịu thiệt thòi nữa đâu. Mình sẽ tìm một chỗ nào đó đủ rộng để mình chịu hồi em ra. À, chẳng hạn như ở đây á. Và nhờ mình lướt được cái Lottery of Globe này trong cái nhà máy tờ rèn thì em có thể trở về hình dạng nguyên thủy được rồi. Ồ, dạng Origin. Ừ. Ui, trời. Sao ngầu vậy? Nhìn thon thả hơn á. Và ở phần người, ở cái bụng của ẻm kìa, có một cái vòng. Trông rất là đẹp luôn. Nếu mà so sánh với Diaga thì không biết hình dạng nào sẽ chất chơi người dơi hơn á. Thử coi. Em này sẽ chất hơn nha.
Em này thì phần bụng giống ICS hơn nè. Em này không giống lắm, nhưng mà được cái là cái mặt rất là ngầu luôn nha. Có cánh nữa, cánh ngầu nữa. Ui, các bạn sẽ thích Origin Pakia hơn hay là Origin Diga hơn? Mình thì khó chọn quá à. Thích cả hai được không? Ngầu đét luôn. Dạ, vậy là bây giờ mình đã chính thức có được bộ ba Pokemon sáng tạo ở hình dạng Origin hết rồi. Trời ơi, giờ mấy em chắc mạnh dữ lắm luôn á. Đây đây đây, có boss luôn nè. Test sức mạnh liền luôn cho nóng. Thử ha. Đấy, một đòn duy nhất thôi. Ok. Đây cũng là lần đầu mình sẽ cho bộ ba này cùng nhau ra trận một lượt. Xem nào, mới vô thì mình sẽ thử cho Paka ra trận trước. Hơi căng ấy, ra chôm cũng mạnh không kém đâu. Nhưng mà mình tin em có thể làm được. Paka, tấn công nào. Úi dùi, hai cưng. Hiện tại Paka mình đang giành lợi thế trước Gachom bot nha. Liệu rằng em chưa được hit thứ hai của Gachom. Phản đòn. Nice. Ui, đây rồi, đây rồi. Mình đã chính thức có được bộ ba có thể nói là gần như là siêu siêu mạnh của mình luôn. Đã quá đi. Thôi thôi, đi về, đi về. Mặc dù hôm nay mình chỉ mới hoàn thành được 90% mục tiêu mình đề ra thôi. Đó chính là kiểu như... Ui, lại có thêm Gachom nữa. Wow. Được. Lần này thì tới lượt của Diaga đi ha. Ừ. Thử cho Diaga chiến đấu coi. Ok. Vẫn là Dynamax lên. Tấn công một cái. Wow. Bộ đôi của mình mạnh quá đi. Giờ mình có thể bán hành được cho Gachom bot rồi. Được thêm cái ọp nữa nè. Wow. Đã vậy. Phía ngoài mình thấy có cả Kamurut bot nữa. Giờ thì cho Gigatina mình đánh á. Đâu có để em thiệt thòi được. Dynamax lên. Tấn công cái nhẹ nào. Ui, bộ ba này em nào cũng có sức mạnh khủng hết. Rồi, trở lại với việc hồi nãy nè. Là mình chỉ mới hoàn thành được 90% đề ra thôi. Tại vì mình chỉ mới thu phục được 9 Ultra Beat nè. Còn một Ultra Beat cuối cùng ở vị trí này. Mình tạm thời thay bằng Gatlord đi ha. Mai mốt mình tìm được mình sẽ thay vào sau để hoàn thành cái thử thách thu phục tất cả Ultra Beat Pokemon. Và các bạn có biết Pokemon còn lại đó có tên là gì không? Hãy cho mình biết ở dưới phần mô tả nhé. Còn hôm nay mình rất là vui khi mà có được hình dạng Origin của Paka đúng như lời hứa của mình mấy ngày trước. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong những trận chiến có sự góp mặt của Paka ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.